Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em vào bếp chia sẻ với cả nhà một món chay ăn cơm rất là bắt. Đó là món thịt kho tiêu chay. Thịt chay thì dẻo dẻo dai dai nè. Vị thì mặn mặn ngọt ngọt nhẹ. Thơm của tiêu, cay của ớt. Kết hợp với lại một ít dưa leo nè, đậu que xào và một ít chuối chín ăn rất là bắt cơm luôn. Cách làm thì rất là dễ. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Ở đây em có là 150g thịt chay. Thịt chay này thì em đã từng chia sẻ với cả nhà cách làm rồi ha. Ai chưa xem thì em sẽ để cái đường link dưới phần bình luận video này cho cả nhà nhấp vào đó xem chi tiết cái cách làm thịt chay này nha. Rồi, có thịt chay xong thì mình sẽ bắt cái chảo dầu lên. Mình sẽ chiên vàng hai mặt cái thịt chay này nha cả nhà. Thịt chay của mình bây giờ thì nó đã được rồi nè. Bây giờ thì em sẽ lấy hết cái phần thịt chay này ra, rồi mình sẽ làm cái công đoạn tiếp theo nha. Thì em chiên xong thì em cũng đổ dầu ra hết rồi cả nhà. Em cho vào đây là một muỗng canh đường nè, để mình làm cái nước màu cho cái món kho nó được ngon nha. Đó, sau khi mà cái đường nó nổi bong bóng như thế này rồi thì em sẽ tắt bếp và em cho vào đây là 5 muỗng canh nước nè. Rồi, tiếp theo em cho vào đây là 3 muỗng canh nước mắm chay, 2 muỗng canh nước tương. Cả nhà có thể sử dụng nước mắm không hoặc là nước tương không đều được nha. Em cho tiếp vào đây là 2 muỗng cà phê đường nè, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay. Cuối cùng em sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh tương ớt để tạo cái màu đẹp hơn cho cái món kho của mình. Rồi bây giờ thì em sẽ mở bếp lên để cho gia vị nó tan ra nha cả nhà. Em cho tiếp vào đây là 1 muỗng cà phê tỏi phi nè. Cả nhà không ăn ngũ vị tân á thì mình có thể thay thế bằng boro phi để món kho nó được thơm nha. Nếu mà cả nhà không có tỏi phi sẵn á thì trong cái lúc mà thắng nước màu đó cả nhà cho thêm chút dầu rồi mình phi tỏi ngay cái lúc đó luôn ha. Thì sau khi mà nồi nước này nó sôi trở lại thì em sẽ cho hết cái phần thịt chay vào đây nha. Đó, mình sẽ kho thịt chay trên lửa liu riu nha cả nhà. Thì mình sẽ kho đến khi nào nước nó rút cạn dần bớt. Khi mà cả nhà thấy cái phần nước nó rút theo cái vừa ý của mình rồi đó thì mình sẽ tắt bếp. Ở đây em kho như vậy là được nè, tại em chừa xíu nước để mình chan cơm ăn á cả nhà. Đó, rồi em sẽ tắt bếp luôn nha. Bây giờ thì em sẽ cho nó ra một cái nồi đất như thế này để giữ cái độ nóng được lâu cả nhà. Đó, em cho thêm vào đây là nửa muỗng cà phê tiêu xay nè. Đó, rồi cắt thêm trái ớt cay nữa. Bây giờ thì em sẽ mang bật lên bếp một lần nữa nha cả nhà, để cho cái nồi mình nó sôi trở lại, nó giữ độ nóng lâu thì ăn cơm nó sẽ ngon hơn. Đó, như vậy là xong rồi đó cả nhà. Rất đơn giản để có một cái chảo thịt kho tiêu chay vừa ngon nè, vừa nhanh gọn lẹ như thế này ha. Thịt kho tiêu chay sau khi hoàn thành thì vị thì mặn mặn ngọt ngọt nhẹ, miếng thịt đó thì dẻo dẻo dai dai nè. Đó, thơm của tiêu, cay của ớt, kết hợp với một ít dưa leo, chuối chín và một ít đậu que xào nữa, rất là ngon luôn. Hy vọng cả nhà mình sẽ yêu thích cái gợi ý món chay ngày hôm nay. Nếu thấy yêu thích kênh, cả nhà hãy nhớ bấm like, chia sẻ kênh về cho bạn bè cùng xem. Bấm vào nút đăng ký kênh và nhớ bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới nha. Bây giờ thì em xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo.